Đây quý vị nhá, hôm nay nhà nó dột quá nên là không có cái hứng này, chúng tôi phải mang bộ bàn ghế này để hứng đây. Quý vị thấy là hứng một lúc thì được đầy bao nhiêu nước này quý vị này. Đấy, chứng tỏ là cái phần hàng ngang cũng như là phần hàng ngang của chúng tôi làm rất là khít nên là bộ ghế này có thể hứng được rất nhiều nước mà chỉ có tràn ra chứ không bao giờ bị thoát đi quý vị này. Rất là nhiều nước. Rồi, rất là nhiều nước luôn. Hứng được rất nhiều nước nha quý vị nhá. Chúng tôi là gỗ thùng 8, xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều. Thì hiện tại chúng tôi vừa mang bộ bàn ghế này ra để quay thì hiện tại trời đang đổ mưa rất là lớn. Và trước mặt quý vị đây là hình ảnh một bộ bàn ghế khổng tước. Bộ bàn ghế khổng tước của một khách hàng ở tại thị xã Phú Thọ. Tôi không nhớ tên anh nữa. Thì đây trước mặt quý vị là hiện toàn bộ cái bộ sản phẩm của anh đây. Bộ sản phẩm mặc chất liệu gỗ hương đá quý vị nhá. Chất liệu gỗ hương đá và cái góc máy hôm nay tôi quay thì nó hơi ngược sáng một chút đây. Góc máy hôm nay tôi quay thì nó hơi ngược sáng một chút do là trời mưa tôi không thể đứng phía ngược lại được. Thì tôi sẽ quay góc máy này, quý vị có nhìn một chút. Cái bộ sản phẩm này thì bao gồm có 6 món. Trước mặt quý vị đây hình ảnh chiếc đoạn dài đây, chiếc đoạn dài này kích thước tổng thể là dài 2m4. Phần khung tranh là sâu 60. Đây là một mẫu ghế cực kỳ là mới của chúng tôi. Mẫu ghế cực kỳ là mới luôn. Toàn bộ phần chân này thì cái phần chân này cũng dáng cong giống như mẫu ghế Trần Thị Hoàng, tuy nhiên là được đục chạm những cái đường nét hoa văn giống như những cái mẫu hoa văn cổ của Trung Quốc. Đây toàn bộ phần đường nét hoa văn quý vị nha, quý vị để ý thì có thể thấy là giống vào những cái mẫu hoa văn cổ của Trung Quốc. Đấy. Chất liệu gỗ hương đá. Đây phần tay này có những cái phần rơi rồi thì những cái hoa văn tàu, hoa văn của tàu Trung Quốc mang đặc tính Trung Quốc luôn. Đấy. Sản phẩm của tôi là còn đang nguyên mộc. Tuy nhiên là hôm nay ra quay thì rất là xui, lại gặp trời mưa. Trời mưa nên là vân gỗ nổi lên rất là đẹp. Cái phần vách của bộ ghế này là được theo mẫu là mẫu sơn thủy quý vị này. Đây phong cảnh sơn thủy hữu tình rất là đẹp này, có mây, có núi, có những cây tùng, rồi thì có những đàn chim hạc. Đó, những phong cảnh cực kỳ là đẹp luôn, như là những bức tranh luôn. Đây, đây là bên cảnh này là cảnh sông núi này. Cảnh sông núi này cực kỳ là đẹp, và những đoàn thuyền buồm ngoài khơi xa này, những dãy núi nhấp nhô này cực kỳ là tuyệt vời. Như những bức tranh như những bức tranh chúng ta treo trong nhà luôn. Đó, về phần kích thước cũng như là độ dày gỗ thì phần trương này chúng tôi là dày 7 cm quý vị nhé. Riêng phần trương tôi là dày 7 cm và toàn bộ được khắc chạm khắc CNC rất là tinh xảo. Phần ván mặt này là hàng này cực kỳ là dày dặn, ván mặt là dày 2 phân cũng như là phần khuôn tranh. Khuôn tranh là dày 4 phân quý vị nhá. Hàng là hàng dày dặn chứ không phải hàng phổ thông đâu. Hàng phổ thông thì phần ván này chỉ có hơn 1 phân thôi. Phần ván chỉ hơn 1 phân thôi. Nó rất là tiếc là hiện tại là trời nó mưa nhưng mà ánh sáng nó hơi kém một chút. Đây là hình ảnh toàn bộ phần vách đây. Ngoài ra đi hợp vào 6 món. Đây là một chiếc đôn có kích thước là 75 và ngang là 40. Phần bàn này cũng là 75, 1m4. Riêng phần mặt bàn của tôi là mặt bàn đục chống đồng quý nhà. Mặt bàn đục chống đồng hoa văn rất là ý nghĩa luôn. Và ván mặt là ván mặt liền một tấm. Đây, hình ảnh chống đồng Đông Sơn đây, tượng trưng cho vua Hùng đây. 4 góc và đục hoa lá tây. Mặt bàn là cũng là mặt dày 2 phân và khuôn tranh là dày 4 phân, hàng cực kỳ là dày dặn. Hai bên là gồm có 2 ngăn kéo. Hàng rất là dày dặn. Đấy, quý vị nghe tiếng gõ là có thể biết được. Nếu mà những hàng mỏng thì tiếng gõ nó sẽ rất là đanh. Chiếc đôn này là có kích thước là 40x40. Và phía bên này là hình ảnh của hai chiếc ghế nhỏ. Hai chiếc ghế nhỏ này thì có kích thước là chiều ngang 1m05 và chiều sâu khuôn tranh là 60. Giá ghế thì cực kỳ là mới lạ cũng là độc đáo. Mày lại không ăn cơm chuyển ăn bún à? Đây, tôi quay gần hơn chiếc ghế nhỏ này quý vị thấy được. Quý vị đã thấy được cái vân gỗ hương này. Vân gỗ hương cực kỳ là đẹp luôn. Mặt ghế này vân gỗ cực kỳ là đẹp luôn. Cái này là nó mưa. Đây là trời nó đang mưa. Hai chiếc ghế này thì kích thước cũng như là mẫu mã thì y ở trong hai chiếc ghế nhỏ này.
về phần độ chạm đến kích thước tổng thể. Và ngoài ra quý vị nào có nhu cầu, quý vị có trực tiếp tới cơ sở đồ 08 nhé. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ này. Số điện thoại là 0987 510 816. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Website là đồ gỗ tùng 8.com. Thì đứng là hình ảnh tổng thể sản phẩm, nó bị ngược chiều ánh sáng quý vị, ngược chiều ánh sáng nên là không nhìn rõ đâu. Rồi hôm trước thì anh khách hàng này cũng đã xem mộc sản phẩm rồi. Anh ở thị xã Phú Thọ quý vị nha, ở Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ. Anh đã xem mộc sản phẩm này rồi. Hôm nay tôi có quay lại video clip để gửi lại anh cũng như là giới thiệu với mọi người. Đó rồi là hình ảnh chi tiết của sản phẩm này. Ok, xin chào mọi người nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác. Mọi người yêu mến thì hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi, cập nhật những video clip giới thiệu sản phẩm.